dốc sức tìm kiếm hai nạn nhân vụ xe rác rơi trên cầu treo Bình Thành. Vụ bé gái 5 tuổi tử vong khi qua đường, hai tài xế phải chịu trách nhiệm thế nào? Xe khách tông xe bồn trên đường cao tốc, phụ lái tử vong, 11 người bị thương. 74 hộ dân Quảng Hải đồng loạt ký đơn tổ đến cùng chủ tịch xã, quan hệ bất chính. Phiên tòa xuyên Việt Oi, những món quà tiền tỷ bất ngờ lộ diện. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Dốc sức tìm kiếm hai nạn nhân vụ xe rác rơi trên cầu treo Bình Thành. Liên quan đến vụ xe rác lao từ cầu treo xuống sông Hữu Trạch, một nhánh sông Hương ở thượng nguồn thuộc xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, đến 14 giờ ngày 21 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Nạn nhân mất tích bước đầu được xác định là anh Tôn Thất Tín, sinh năm 1997, trú phường Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, và ông Nguyễn Đăng Thanh, sinh năm 1966, trú phường Phương Đức, thành phố Huế. Các thợ lặn đã được huy động tới hiện trường sau khi nhận được thông báo về vụ tai nạn. Sau nhiều nỗ lực lặn, họ đã tìm thấy chiếc xe nằm dưới dòng sông ở khu vực cầu treo, nhưng bên trong cabin không có nạn nhân. Hiện, xe cầu đã được điều tới để cầu chiếc xe rác lên bờ. Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày tại cầu treo Bình Thành, xã Bình Thành. Vào thời điểm này, xe xuồng chở rác mang biển kiểm soát 75C044XX do anh Tín điều khiển di chuyển trên cầu treo Bình Thành hướng từ quốc lộ 49 vào xã Bình Thành thì bất ngờ tông vào lan can bên phải theo hướng xe chạy và lao xuống sông Hữu Trạch. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 2 người hiện đang mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xác định nguyên nhân vụ việc. Được biết, xe xuồng giáp biển kiểm soát 75C044XX là của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế, có địa chỉ ở Thừa Thiên Huế, sản xuất năm 2015, hạn kiểm định vào tháng 1 năm 2025. Đây là loại xe tải kiểu Amron chở bùn, xe này có khối lượng bản thân là 7,15 tấn, khối lượng, hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông gần 6,5 tấn. Cầu treo Bình Thành được xây dựng từ năm 2001, cầu được thiết kế cầu treo dây cáp dài gần 140 m, bề mặt rộng hơn 4 m. Cầu nằm trên tỉnh lộ 12D, nối trung tâm xã Bình Thành với quốc lộ 49A. Cầu nằm khá cao so với mặt nước và có tải trọng cho phép xe đi qua cầu là 8 tấn, chiều cao khống chế 3,4 m và được gắn biển cấm tụ tập đông người trên cầu. Vụ bé gái 5 tuổi tử vong khi qua đường, hai tài xế phải chịu trách nhiệm thế nào? Một tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo điều tra, lúc 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11, một ô tô đưa đón học sinh của trường mầm non xã Cao Sơn dừng tại khu vực đường Hồ Chí Minh để trả học sinh về nhà sau giờ học. Sau khi xe dừng lại, một bé gái 5 tuổi chạy qua đường để vào nhà thì bị ô tô tải vượt lên từ phía sau tông trúng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Vậy, trách nhiệm của tài xế ô tô tải và tài xế ô tô đưa đón học sinh như thế nào trong tình huống trên? Luật sư Đào Thị Bích Liên, văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự cho hay, để xác định trách nhiệm của từng bên, cần làm rõ rằng hành vi của tài xế ô tô đưa đón học sinh có dừng đỗ ở vị trí có đảm bảo an toàn hay có trách nhiệm hỗ trợ cháu bé qua đường hay không. Đối với tài xế ô tô tải thì có chạy đúng tốc độ, có giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát. Hoàn cảnh xảy ra tai nạn, đường khu vực xảy ra tai nạn có phải là đường đông đúc hoặc nguy hiểm, cháu bé có được người lớn giám sát khi xuống xe không? Với tài xế ô tô tải, trong trường hợp tài xế không vi phạm các quy định về tốc độ, làn đường và các quy định giao thông khác nhưng vẫn gây ra tai nạn do thiếu chú ý quan sát, tài xế có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về hành vi điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông, mức phạt là 10-12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng. Bên cạnh đó, tài xế hoặc chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, bao gồm chi phí mai táng và bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, tối đa 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Trường hợp tài xế xe tải có lỗi trực tiếp do phóng nhanh không quan sát gây ra cái chết cho cháu bé, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài hình phạt tù, còn phải bồi thường về trách nhiệm dân sự.
Với tài xế ô tô đưa đón học sinh, nếu tài xế dừng đỗ sai quy định, không đảm bảo an toàn khi trả học sinh xuống xe dẫn đến tai nạn thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 400.000 đồng đến 12 triệu đồng. Nếu việc dừng đỗ sai quy định dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như gây tai nạn chết người, tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài hình phạt tù, còn phải bồi thường về trách nhiệm dân sự. Luật sư Đào Thị Bích Liên nhìn nhận, đây là một vụ việc đau lòng và cần được phân tích cẩn thận trên góc độ pháp lý để đảm bảo sự công bằng, để xác định trách nhiệm pháp lý chính xác trong vụ việc này. Cần điều tra các tình tiết cụ thể như tốc độ của xe tải, hành vi của tài xế xe khách, lấy lời khai các bên, dựng lại hiện trường trên cơ sở đánh giá mức độ lỗi của từng bên để quyết định trách nhiệm hình sự, hành chính và dân sự. Ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, vào tối 20 tháng 11, xe khách biển số thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trên đường DT741 hướng từ tỉnh Bình Dương đi Bình Phước. Khi xe đến đoạn đường thuộc phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát thì bất ngờ xoay vòng 180 độ rồi va trúng xe máy do vợ chồng bà NTM sinh năm 1971, quê Phú Yên, chở nhau chạy cùng chiều. Theo một số nhân chứng, nhiều khả năng do tài xế xe khách phanh gấp để tránh đôi vợ chồng này, tuy nhiên tai nạn thương tâm vẫn xảy ra. Vụ tai nạn khiến bà M nằm lọt dưới gầm xe khách và tử vong sau đó. Người đàn ông bị hất văng ra đường, bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nhiều người đi đường và một số đang ngồi ở quán cà phê ven đường chạy kịp thời nên không có ai bị thương. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại, cung cấp cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng 21 tháng 11, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đang tích cực cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua địa bàn Bình Thuận. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, tại km 06+500 đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thuộc địa phận xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, xảy ra vụ tai nạn giữa hai ô tô. Thời điểm này, ô tô khách biển số 50H230XX do ông Hồ Duy Thoảng, sinh năm 1984, thường trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, điều khiển tông vào đuôi ô tô đầu kéo, biển số 60C344XX kéo theo semi remote bồn biển số 60R027XX do ông Phạm Đăng Trường, sinh năm 1982, trú xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, điều khiển. Vụ tai nạn khiến phụ lái ô tô khách là ông NVT, sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, tử vong tại chỗ. 11 người trên xe khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tổ Cảnh sát Giao thông số 7, đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân làn điều tiết giao thông, phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, điều tra, giải quyết. Tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, ban đầu tiếp nhận cấp cứu tổng cộng 11 người bị thương trong vụ tai nạn. Đến sáng nay, 4 người tiếp tục được điều trị tại khoa ngoại, 7 người sau khi kiểm tra vết thương đã được xuất viện. Điều khiển xe ô tô chèn ép, thò tay qua cửa kính, đập gương chiếu hậu xe của nhau. Ngày 21 tháng 11, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra xác minh vụ việc. Hai người lái xe có hành vi đập gương chiếu hậu của nhau trên đường vành đai 3 trên cao. Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra ở đường hướng Linh Đàm đi Mai Dịch, đoạn gần lối ra nút giao Khuất Duy Tiến. Tài xế chiếc xe hiệu Porsche Macan S màu đen đã đánh lái vào làn rừng khẩn cấp, áp sát một chiếc xe nhãn hiệu Hyundai màu trắng. Lúc này, người ngồi ở ghế phụ của chiếc Hyundai bất ngờ thò tay qua cửa kính, đập vào gương chiếu hậu xe Porsche Macan S. Không chịu nhượng bộ, tài xế xe Porsche Macan S cũng hạ kính xe, dùng tay đập lại gương chiếu hậu chiếc xe Hyundai. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao cộng đồng mạng, khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hành động bất chấp luật lệ và nguy hiểm này, đặc biệt là việc di chuyển và gây rối trong làn rừng khẩn cấp. Trưa 21 tháng 11, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy nhà trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường 17. Trước đó, vào lúc hơn 7 giờ, đám cháy bùng lên dữ dội từ một căn nhà trong hẻm 450 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Thấy cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa, cột khói mỗi lúc mỗi bốc cao,
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, cảnh sát phong tỏa con hẻm, di dời người dân ra ngoài để phục vụ chữa cháy. Do căn nhà cháy cách đường Điện Biên Phủ hàng trăm mét, nên cảnh sát đã nối ống nước dài để chữa cháy, kịp ngăn cháy sang một kho bên cạnh. Hiện vụ cháy vẫn đang được điều tra nguyên nhân và làm rõ. 74 hộ dân Quảng Hải đồng loạt ký đơn tố đến cùng Chủ tịch xã quan hệ bất chính. Sáng 21 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn Quảng Bình xác nhận có 74 hộ dân đồng loạt ký tên vào đơn kiến nghị gửi thị ủy và cơ quan này yêu cầu xử lý hành vi của ông CXG, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Sự việc bắt nguồn từ thông tin ông Ngờ bị phát hiện rời nhà nghỉ Song Hải ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn ngay trong giờ hành chính và lên xe ô tô cá nhân. Tiếp sau đó, có một người phụ nữ tiến lại phía xe ông Ngờ. Ít giây sau, chiếc xe rời khỏi nhà nghỉ. Sự việc trên được người dân quay lại clip và người quay clip khẳng định rằng cả hai xuất hiện và rời nhà nghỉ Song Hải cùng nhau trên xe ô tô của ông Ngờ, làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Đáp lại các nghi vấn khi trả lời báo chí, ông Ngờ phủ nhận thông tin trên và cho hay ông chỉ vào nhà nghỉ để thăm người thân và không biết người phụ nữ xuất hiện trong clip là ai. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thể xoa dịu sự hoài nghi từ người dân. Được biết, việc trên đã xảy ra gần một tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng đã vào cuộc xác minh và đang trong quá trình làm rõ, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, 74 hộ dân ở xã Quảng Hải tiếp tục làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận vụ việc trên nhằm rộng đường dư luận và xử lý nghiêm cán bộ đảng viên về hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức công vụ. Nhiều người dân địa phương nghi ngờ rằng người phụ nữ xuất hiện trong clip chính là bà H, nữ nhân viên công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải. Một nguồn tin cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng đã có buổi làm việc với bà này trước những nội dung tố cáo trên. Trước đó, dư luận địa phương cũng từng xôn xao việc ông Ngờ và bà H bị chính chồng bà H cùng một số người dân bắt quả tang vì có quan hệ bất chính ngay tại nhà bà H. Thời điểm trên, nhiều người chứng kiến và sự việc gây ầm ĩ dư luận trong một thời gian dài. Kết quả kiểm tra từ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn sẽ là câu trả lời chính thức cho những băn khoăn từ phía người dân. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, ông Hoàng Phú Hậu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn tỉnh Quảng Bình cho biết đã báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy xin ý kiến về trường hợp của ông Cao Xuân Ngờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, sau khi nhận được đơn tố cáo ông này có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Trường hợp Chủ tịch xã là cán bộ do Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, sau khi xin ý kiến Thường trực Thị ủy, Thường trực cho ý kiến thì sẽ thụ lý đơn và giao các bên liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra theo đúng trình tự quy định. Ông Hậu nói. Phiên tòa xuyên Việt Oi, những món quà tiền tỷ bất ngờ lộ diện. Ngày 20 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch xuyên Việt Oi cùng các tổ chức liên quan. Phiên xét xử dự kiến tuyên án vào ngày 5 tháng 12. Chiều cùng ngày, chủ tọa xét hỏi xong đối với 15 bị cáo trong vụ án. Trước đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, quê Đồng Nai, cựu giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên xuyên Việt Oi, là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Chủ tọa đã lần lượt thẩm vấn bị cáo Hạnh và các bị cáo khác, đồng thời tiến hành đối chất để làm rõ các lời khai. Trước hội đồng xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi vì những sai phạm đã gây ra. Nói về vai trò của bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, quê Quảng Trị, cựu phó giám đốc xuyên Việt Oi, bị cáo Hạnh khẳng định Phương chỉ giữ vai trò hữu danh vô thực. Bị cáo Phương chỉ ký các văn bản để hoàn thành báo cáo, hoàn toàn không biết về tình trạng tài chính thiếu hụt của công ty hay các sai phạm pháp luật liên quan, bị cáo Hạnh trình bày. Về hành vi đưa hối lộ, hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và 8 cựu quan chức trong vụ án này. Một số bị cáo khai rằng họ nhận quà từ Hạnh vì nghĩ đây là hành động cảm ơn bình thường sau khi hỗ trợ cho công ty của bị cáo. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thì cho rằng, dù là người trực tiếp ký cấp phép xuất nhập khẩu xăng dầu cho xuyên Việt Oi, nhưng bị cáo không có điều kiện để tự kiểm tra. Vì vậy, tôi đã yêu cầu vụ thị trường trong nước rà soát kỹ lưỡng các điều kiện theo quy định của pháp luật và đánh giá năng lực thực tế của công ty. Việc cấp phép phải đảm bảo tính chính xác, khách quan và phù hợp với quy định hiện hành, bị cáo trình bày trước tòa.
về khoản tiền 1,1 tỷ đồng nhận từ Hạnh. Bị cáo Hải khai rằng đây là quà tặng tự nguyện từ Hạnh và bản thân chỉ biết đó là tiền sau khi nhận. Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, thừa nhận đã nhận quà từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Bị cáo nhận lỗi, bày tỏ sự hối hận và cho biết đã thành khẩn khai báo ngay từ đầu. Về khắc phục hậu quả, bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp hơn 20 tỷ đồng và đề nghị được sử dụng số tiền mặt 1,7 tỷ đồng cùng 470.000 đô la Mỹ đang bị tạm giữ để hoàn thành việc khắc phục. Trong lời khai, bị cáo cho rằng Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp lớn có uy tín nên muốn cùng ngân hàng hỗ trợ nhu cầu vốn chính đáng. Bị cáo cũng thừa nhận hai lần nhận quà từ Hạnh, tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Thọ còn bị truy tố vì lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần. Tổng số tiền hơn 22,1 tỷ đồng. Bị cáo Thọ khai khi giữ vai trò bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị cáo đã tích cực thu hút đầu tư, trong đó có Xuyên Việt Oil, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét các đóng góp của mình trong quá trình công tác và áp dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo. Ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Phú Thọ đã cho biết, sáng cùng ngày đã tìm thấy thêm 3 thi thể học sinh lớp 8 bị đuối nước tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 7 giờ 5 phút ngày 20 tháng 11, trong quá trình tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể, gồm một nam và một nữ, tại lòng sông Hồng, thuộc khu 7, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông. Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể đang trôi dưới sông thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể trên vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng, tổ chức khám nghiệm tử thi và cho gia đình nạn nhân nhận dạng. Sau khi nhận dạng, gia đình xác định thi thể là các nạn nhân trong vụ đuối nước. Thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho các gia đình để tiến hành an táng theo phong tục địa phương. Như báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 18 tháng 11, do được nghỉ học, 10 học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Hiền Quan rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan chơi. Khi xuống tắm sông, 5 học sinh đã mất tích. Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng máy, 2 máy nạp khí thở cho thiết bị lặn, 2 phao bè, 10 phao cứu sinh, 30 áo phao cùng hàng chục chiến sĩ, trong đó có 12 người nhái được trang bị đầy đủ thiết bị lặn chuyên dùng, đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu TMD. Khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể cháu BKLA. Ngày 20 tháng 11, một lãnh đạo xã Ea Konek, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thịt cóc khiến hai cháu bé là anh em ruột gặp nạn. Theo thông tin ban đầu, do cha mẹ đi vắng nên trưa 19 tháng 11, cháu ITN 11 tuổi, trú xã Ea Konek, tự làm thịt cóc, nấu lên rồi cho em gái 5 tuổi cùng ăn. Sau khi ăn, cả hai anh em có biểu hiện khó thở, tím tái và được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ITN đã tử vong, còn em gái 5 tuổi hiện được các bác sĩ tích cực điều trị. Người thân và gia đình đang tổ chức mai táng cho cháu ITN. Theo lãnh đạo xã Ea Konek, thông thường người dân địa phương vẫn có thể ăn thịt cóc, có thể do các cháu nhỏ đã nấu nhưng không sơ chế kỹ. Ăn trúng nội tạng, trứng hoặc da cóc đều có thể bị ngộ độc. Gia đình hai cháu nhỏ rất khó khăn, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức cá nhân đã đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí mai táng cho nạn nhân. Ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ hàng chục thanh niên nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar D1 trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Trước đó, lực lượng phối hợp gồm Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Quản lý Hành chính, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bar D1. Giấy phép kinh doanh là nhà hàng ăn uống thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra nhanh ma túy phát hiện có 23 khách dương tính. Công an đã xác định được 17 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy, ketamin, thuốc lắc, sau đó rủ nhau tới cơ sở kinh doanh bar D1 để cùng sử dụng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.